Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 12 tại nhà quàng Fairfax Memorial, tiểu bang Virginia, lễ truy điệu cố Phó Đề đốc Đinh Mạnh Hùng đã được diễn ra theo nghi thức binh chủng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa do ông Nguyễn Đức Thu, Sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa khóa 13 điều hợp. Sau nghi thức phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa Trang Nghiêm là phần đọc tiểu sử và cuộc đời binh nghiệp của Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng do ông Nguyễn Đức Thu diễn đọc. Thay mặt Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Đại tá Hải quân Bùi Cụ Viên phát biểu và chia buồn cùng tan quyến. Chúng tôi ghi nhận trong số các nhân sĩ đọc phân ưu cùng tan quyến có ông bà bác sĩ Bùi Trọng Cường đến từ Brisbane, Úc Châu, tại Hoa Thịnh Đốn đại diện hội cao niên dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ đến từ Pennsylvania giáo sư Phan Thông Hưng đại diện hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa kiến trúc sư Nguyễn Đức Huy chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Florida bác sĩ Đặng Vũ Chấn ông Đinh Hùng Cường nơi tang lễ có rất đông cụ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và nhân sĩ trong vùng tham dự bên cạnh linh cửu phó đề đốc chúng tôi ghi nhận có bà quả phụ đinh mạnh hùng khuê danh phan thị kim yến và các con đinh thị kim dung và chồng vũ đức pháp đinh thị quỳnh liên và chồng trần nguyên tuấn đinh quang minh và vợ nguyễn diễm hương đinh thị quỳnh hương và chồng jason alice hiện diện tại tang lễ còn có các con của bà phan kim yến gia đình Lê Nguyên Chính và gia đình Lê Nguyên Tường vi Phó đề đốc Đinh Mạnh Hùng được nhiều người trong vùng thương kính vì sự cống hiến của ông. Ông gắn liền với các sinh hoạt đấu tranh cho Việt Nam có được tự do dân chủ. Ông trực tiếp làm việc với giới trẻ trong vùng suốt thời gian ông sống tại Hoa Thịnh Đốn. Khi nghị quyết 36 của Cộng sản ban hành, ông và các nhân sĩ trong vùng cùng người trẻ đã có những buổi thảo luận nhằm chặn lan sóng đỏ xâm nhập cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại nói chung và tại Hoa Thịnh Đốn nói riêng. Ông có mặt hầu hết trong các cuộc biểu tình, tuyệt thực, tọa kháng để phản đối bào quyền cộng sản Việt Nam. Vào đầu năm 2018, ông Đinh Mạnh Hùng cùng một số cựu tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ cố vấn cho việc hình thành tổ chức hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa những năm cuối của cuộc đời, ông Đinh Mạnh Hùng là một thành viên đắc lực của hội cao niên vùng hoa thịnh đốn. Ông hiện diện thường xuyên tại các buổi họp định kỳ và bất thường của hội. Ông đã tạo được sự cảm mến của hầu hết bạn bè có cùng tuổi hạt. Và tiếp theo là tiểu sử của Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng do ông Nguyễn Đức Thu biên soạn. Bích Phượng trình bày Kính mời quý vị theo dõi. Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng sinh tại Hà Nội năm 1932, theo học chương trình Pháp. Sau khi đổ tú tài, ông nhập học trường sĩ quan Hải quân Nha Trang khóa 2 năm 1952 và tốt nghiệp năm 1953. Sau khi tốt nghiệp, ông được phục vụ một thời gian ngắn trên chiến hạm, rồi thuyên chuyển qua gian đoàn 24 xung phong River Assault Division hoạt động ở Nam Định, Bắc Việt với chức vụ chỉ huy phó. Năm 1954, Ông theo dân đoàn vào miền Nam, được chỉ định làm hạm phó một gian pháo hạm trước khi được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng gian đoàn 25 xung phong, căn cứ đặt tại kiến tường. Ở chức vụ này, ông đã được trực tiếp tham dự chiến dịch Đinh Tiên Hoàng và tham dự các cuộc hành quân đánh Bình Xuyên ở đặc khu rừng sát trên sông từ Vũng Tàu đến Sài Gòn. Đầu năm 1957, ông được đi du học khóa chỉ huy tổng quát General Line School ở US Naval Postgraduate School, Monterey, California, Hoa Kỳ. Khi về nước, ông ra Nha Trang làm chỉ huy phó trung tâm huấn luyện hải quân. Ngày quốc khánh đệ nhất Cộng hòa ngày 26 tháng 10 năm 1958, ông được thăng cấp hải quân đại úy với chức vụ mới, hàm trưởng trục lôi hạm Hải quân 115, cuối tháng 10 năm 1961 được thăng cấp hải quân thiếu tá, giữ chức vụ quyền tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân. Giữa năm 1962, ông được chỉ định làm chỉ huy trưởng hải lực. Đầu tháng 11 năm 1963, ông được cử làm tham mưu trưởng cuộc hành quân sống tình thương, tái chiếm và bình định khu vực Nam Căng, Cà Mau. Ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1965, ông được thăng cấp Hải quân Trung tá và được cử đi học lớp chỉ huy tham mưu tại trường cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ ở Newport, Rhode Island. Năm 1966, ông trở về nước và làm chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang cho đến năm 1969. Năm 1969, ông đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Lực lượng Thủy bộ, gồm có Hải quân và Thủy quân lục chiến. Lực lượng này được coi như là lực lượng tổng trừ bị dưới sự kiểm soát của bộ tổng tham mưu và trực tiếp đặt dưới quyền điều động của quân đoàn, lực lượng đặc nhiệm thủy bộ hoạt động hầu hết ở vùng châu thổ tỉnh An Xuyên và Chương Thiện, nơi mà lực lượng cộng sản tập trung nhiều nhất. Sau khi được Hải quân đại tá Viễn Quang Thông thay thế, ông trở về tham mưu phó hành quân Bộ Tư lệnh Hải quân. Vào năm 1971 trước cuộc hành quân Campuchia ông đã soạn thảo kế hoạch hải quân cho cuộc hành quân. Đô đốc Matthew Hải quân Hoa Kỳ cũng cùng tham dự. Phối hợp cuộc hành quân và Đại tá Hùng được chỉ định làm phụ tá cho cuộc hành quân này. Ngày 1 tháng 11 năm 1972, ông được thăng cấp phó đề đốc. Chỉ một vài tháng sau, ông được theo học trường cao đẳng quốc phòng. Sau khi tốt nghiệp, đề đốc trở về Bộ Tư lệnh Hải quân để giữ chức vụ phụ tá Tư lệnh Hải quân, kiêm tư lệnh hành quân lưu động sông ngòi cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1975. Tiến sĩ Edward J. Maroda là sử gia phục vụ cho Trung tâm Hải sự Hải quân Hoa Kỳ, Naval Historical Center, đã viết trong bài The Navy of Republic of Vietnam như sau. Khi Sài Gòn sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều chiến hạm và chiến đỉnh của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã ra khơi và tập hợp ngoài đảo Côn Sơn ở về hướng Tây Nam Vũng Tàu. Hạm đội gồm 26 chiến hạm và các loại tàu khác chở theo 30.000 thủy thủ cùng gia đình và dân chúng nhập vào để thất hạm đội Hoa Kỳ sau khi họ đón xong những người tị nạn cuối cùng rời bỏ miền Nam Việt Nam và trực chỉ phi lực tân. Thế là kết thúc một trang sử ngắn, thậm chí là một bi kịch của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam luôn chiến đấu với sự can đảm và quyết tâm, gây thương vong nhiều cho địch quân cũng như đã gánh chịu thiệt hại lớn về phần mình. Nhưng sự dũng cảm và hy sinh của họ đã không được tưởng thưởng bằng chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam. Trong tuyển tập hải sự phỏng vấn Phó Đô đốc Trung Tấn Cang, một đời quân ngũ và cuộc lui binh vẹn toàn, Đô đốc Trung Tấn Cang vị tư lệnh hải quân sau cùng của hải quân Việt Nam phát biểu nhiều người có công nhưng người giúp tôi nhiều nhất đắc lực nhất ngày đêm lo cho hạm đội đến phi luật tân an toàn là phó đề đốc đinh mạnh hùng nếu phải nói lời cảm ơn hay tưởng thưởng thượng, thì chỉ có ông mới thật là xứng đáng